Công thức sốt chấm ăn cả nướng cả lẩu đều đỉnh, nhưng mà nguyên liệu chỉ cần chanh, quất, muối, nước mắm này, ớt, hạt nêm, qua xa dễ. Thêm cả bí kíp chuẩn bị nướng lẩu siêu nhanh gọn, 5 phút là xong, bác nào chưa biết thì phải lưu lại liền. Đùa đâu, cứ thời điểm này là nướng lẩu auto lên ngôi. Cơ mà cứ đến dịp World Cup là 500 anh em lại lên lịch qua nhà Puta tụ tập coi bóng đá. Nên là bữa nay Puta phải lăn ngay vô bếp làm ngay bữa nướng lẩu demo cho anh em thèm chơi mới được. Các bác nào mà cũng hay nướng lẩu tại gia mà chưa biết làm sao cho ngon mà nhanh gọn lẹ thì phải gửi ngay công thức cho bạn thân làm liền làm liền. Đây, bữa nay demo Puta quyết định làm lẩu hải sản. Còn nướng thì dùng thịt bò ta, với cả sườn heo non là chuẩn bà. Anh em tìm xôi thịt hay là hải sản thì đều chiêu được luôn. Đấy, khâu đầu tiên là cứ phải đi ướp thịt nướng trước. Puta dùng gói sốt gia vị hoàn chỉnh của Barona, tẩm ướp thật đều lên mặt miếng thịt. Mà một gói sốt ướp như này dùng được cho khoảng 500g nha. Quá nhanh gọn cơ mà, sang đến phần nước lẩu là phải cầu kỳ hơn một chút. Nhìn qua thì thấy trong hộp quà xuân lẩu Barona này có quá ư là nhiều vị. Bỏ em lẩu riêu cua, lẩu chua cay, lẩu kim chi các thứ sang một bên. Vì bữa nay em lẩu Thái đã may mắn được lựa chọn mà, thích ăn đậm đà nên là Puta cho một gói lẩu Thái với cả 1,8 lít nước thôi. Lúc này nhà bác nào có nước dừa cho vào, đảm bảo là dính hơn nước thường bội phần luôn. Tính tôi là phải ngựa ngựa cho thêm dứa xả cho nước dùng nó đẹp mắt, rồi phải quay qua là nước chấm ngay. Đấy, các nguyên liệu thì Puta để trên màn hình rồi, mọi người cho tất cả các em nó vào xay là xong. Ace, ăn lẩu tại gia thì đồ cứ là tươi nhất, nhưng mà bữa nay Puta đi siêu thị hơi muộn nên là đồ có chưa được ưng ý lắm. Kinh nghiệm là bác nào muốn mua đồ tươi thật tươi thì nhớ đi sớm nha. Ôi, đặt miếng thịt lên chảo nướng, tiếng xèo xèo tân ơi nó đã. Riêng em bò nướng mỗi mặt tầm 2 phút là đảm bảo mềm ngọt. Tân ơi, miếng bạch tuộc ngấm đẫm nước lẩu Thái chua chua cay cay quyện vào cùng cái sốt chấm quất chua ngọt này thì còn gì bằng. Ngon như nhà hàng tiệc nhà nhanh tiện lại cấm có sai mà. Chấm em thịt ăn cùng kim chi với salad lại đúng đỉnh, lẩu nhà phải có Barona mới hợp lý được. Đấy, vừa tươi chuẩn vị lại còn tiết kiệm thời gian như này, của cuốn bí kíp nướng lẩu trong mùa World Cup này luôn. À mà chuẩn bị cho các bạn thì không thể thiếu mì tôm, phở, miến. Mấy đứa bạn của ta là khoái ăn mì tôm cùng nước lẩu Thái chua cay lắm. Bữa nay có miến nhưng mà bữa sau phải chuẩn bị thêm mì tôm mới được. Clip đến đây là hết rồi, bye bye cả nhà yêu nha.